Chào các anh em đồng dân. Vẫn là tiếp tục cái series Chan MG trong vòng 24 tiếng. Thì con MG này đến part 2 này là đang Chan ở trong khoảng tiếng từ tầm từ 2 tiếng 30 phút rồi. Mà ở cái part 1 đó là 2 tiếng rưỡi. Mình nén lại xuống còn 30 phút. Tức là mình vừa tour với các thứ. Và còn trên part 2 này thì cái video này là 7 tiếng. Thì mình sẽ nén lại cũng là 30 phút. Thì trong cái 7 tiếng này ấy, thì nó là chan từ lúc 1 rưỡi 2 giờ sáng cho đến lúc tầm khoảng độ 6 rưỡi hay 7 giờ gì đấy, mình cũng không nhớ nữa. Đấy thì cũng quay đi còn lại cũng chỉ có là ở lốt 6, lốt 7 với EBL3. Đấy thì có một khoảng thời gian là mình buồn ngủ quá. Thì lỗi đã rơi tầm khoảng độ 4 giờ 4 rưỡi thì đấy là mình buồn ngủ, thì mình cho EBL, cho lên EBL3 để mình AFK. Đấy thì thực ra thì cái này chắc cũng chả có gì để nói. Thì bây giờ nói thì cũng có gì đâu. MG thì cũng chỉ có mỗi mấy đường chan cơ bản thì mình cũng nói qua rồi. Đó là MG chiến thì có 2 đường Strang và Agi, và thêm cả MG Mana nữa. MG Mana thì đa số luyện bằng skin Evit, triệu tập linh hồn của Darkwing, và thêm cái lên level 220 thì có cái skin sấm sét. Đấy thì cái khoảng cách sấm sét của nó thì cực kỳ rộng, cho nên là thoải mái để KS, nhưng mà nó có một cái giới hạn, nó có một cái hạn chế là nó MG Mana ấy. Với cá nhân mình thì mình cảm thấy là level dưới 400 ấy, thì nó gần như chả solo được, phế hoàn toàn luôn, chỉ có thể đi theo cùng với team. Nhưng mà khi mà đã có team ngon rồi ấy, thì cái tình trạng KS sport của nó cực kỳ kinh khủng. Đấy, mình phải nói là nó quá kinh khủng luôn, như thế luôn. Đấy thì cũng chỉ có như vậy thôi. Đa số thì tầm 10 người có đến 7 người 8 người chơi MG chiến, bởi vì là MG chiến nó thiên về solo nhiều hơn. Mà Việt Nam mình ý, thật sự mà nói là Việt Nam mình chú trọng về solo, đa số solo là nhiều, tự lực cánh sinh là nhiều, ít ông chơi party lắm. Đấy và đến bây giờ, đến thời điểm này bên MuPlayPark ấy họ cho lốc 3 chác trong một PC ấy, thì lại càng những ông solo là nhiều hơn là. Đấy thì ông nào bây giờ cũng kèm một con F-boot rồi, đúng không, một con E-boot rồi, thì bắt đầu ông ấy chọn một trong hai, còn hai nhân vật nữa thì ông ấy, còn hai ác nữa thì ông sẽ chọn một con ác chính, một con nam chính và một con những ông ấy yêu thích. Ví dụ như bây giờ mình thích con MG, đúng không, thì mình sẽ cho con MG ăn theo của con nam chính. Nam chính thì có rất nhiều con, ví dụ như là con DK này, đến 220 combo cũng rất là pro, đúng không, nhưng mà thời gian đầu dưới 220 thì cũng khá là phế. Nhưng mà lấy nhau đam chính chuẩn nhất thì mình nghĩ chắc là DarkLord, đam to nhanh rộng, nhưng mà nó có một thiệt hại cái là phải đến level 250 thì các bạn mới có thể tạo ra DarkLord, cho nên là khá là nhiều người không thích cái vấn đề này. Đấy mà bên MuPlayPark này thì họ lại không cho mua nhân vật tạo trước, bắt buộc phải lên đây kia, bắt buộc phải vừa mua thẻ lại vừa tạo nhân vật, vừa mua thẻ vừa đủ level 250 thì mới được tạo, cho nên nó khá là căng thẳng cái vấn đề này. Đấy. Cái chỗ đoạn các bạn đang xem này, nó là mình đang làm gì đấy, mình đang xem phim, đang xem giờ bộ phim thì phải, vừa xem phim vừa pha cà phê nữa, trời mình lên cho EBL để mình AFK. Nhưng mà được cái là EBL này thì cái tỷ lệ lấy, nhưng mà so sánh về điểm kinh nghiệm thì cả hai nơi EBL so với lại lốt thì điểm kinh nghiệm đều giống nhau, đều bằng nhau, nhưng mà EBL lại tỷ lệ ra quái nhiều hơn và dứt điểm nhanh hơn. Để so điểm kinh nghiệm thì EBL ít hơn, nhưng mà bởi vì quái nó đều là một, đấy đúng không ạ, và các bạn dứt điểm nhanh là hai, cho nên là mình với như cái lần trước mình có so sánh cái ở bên DarkLord ấy, thì là điểm nó sẽ nhanh hơn, điểm nó nhiều hơn. Đấy bây giờ lý do mình bây giờ mình lên lại lốt ấy, là bởi vì là mình xem xong bộ phim kia rồi ấy, rồi là mình quay lại mình đánh solo bình thường, mình đánh solo thì nó sẽ tối ưu hóa cái lượng điểm AFK nhiều hơn do cái việc AFK đứng yên một chỗ. Và cả thêm cái nữa là bởi vì support EVL ngon thì mình cho con DarkLord Bia 5k 1 cốc lên để cho nó chan liver, bởi vì cái thời gian đấy vẫn còn đang trong thời gian 1 tuần chan con DarkLord ấy, cho nên là mình phải để cho con DarkLord nó chan. Nhưng con DarkLord thì lại không, bởi vì không party được cái tính Việt Nam mình vẫn là CD cũ của DarkLord ấy, thì là đa số là người solo là nhiều ấy, cho nên là mình cũng để cho nó solo chứ mình không có party nhiều cho lắm. Đấy thì nó là như thế. Thì quay lại MG thì có gì đâu, thì quay đi quay lại cũng chỉ có chan này thôi. Ở cái part 1 ấy thì mình có show một cái hình ảnh đó là mới chan được có một ít mà được viên B ấy. Đấy thì mình không biết là nhân phẩm của những người khác như nào chứ đấy, mình chan thực tế mình chan từ lúc đấy mình bắt đầu từ lúc đi vào 1 cho đến mình thực hiện video, mình đến nhặt bỏ led thì rơi tầm khoảng độ 110 liver, thì như lúc đấy 110 liver và đã nhặt với bên B rồi. Đấy thì nó là như vậy. Thì mình cũng nhắc nhở một chút luôn nữa là hiện tại là Quỳnh MG mình đã chuyển nhượng cho người khác và người khác đang sử dụng chứ không phải mình, cho nên bất cứ vấn đề gì liên quan đến Quỳnh MG mình sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cũng hy vọng là sau cái toàn bộ cái series chan MG đấy, chan MG trong vòng 24 tiếng ấy, thì mình hy vọng là kênh YouTube của mình sẽ đạt được 100 lượt sub. Đấy thì nếu như mà đạt được 100 lượt sub thì mình sẽ có là mình sẽ làm một cái event tặng 5B cho bạn nào. Mình sẽ làm một cái event tặng 5B. Đấy. Rồi ok, mình báo qua trước cho các bạn. Thì có gì thì mong là những bạn nào mà đến nghe mình nói đến thời điểm này ấy, thì mong các bạn ủng hộ và dụ dỗ cũng lôi kéo các bạn một chút để mình có thêm động lực, đúng không ạ? Đấy thì nhờ các bạn ủng hộ mình chút để mình có thêm cái gọi là động lực để mình làm video được tốt hơn, nhiều hơn, ném tiền qua cửa sổ tốt hơn. Đúng không ạ? Bởi vì thực sự cái này đúng là ném tiền qua cửa sổ mà, bởi vì mình có làm gì đâu. Thì đây nhá, mình nạp tiền cho con MG đúng không? Mình chan liver đúng không? Mình mất nguyên 1 ngày. Đấy, mất thêm 2 blast để giả cái công boost free. Boost free chắc là lên part 3 mình mới có boost free. Đấy. Thì mình giả công như thế. Ở các thứ như vậy thì mà trong đấy đến khi mình mình sắm một cặp hỏa đao là đi 12B. Đấy, đến khi mình bán mình chỉ tặng kèm trong đấy thôi chứ không phải là không đâu. Đấy. Cho nên là gần như là mình cũng đốt tiền, thì nói đốt tiền thì cũng không phải nói đốt tiền, nhưng mà bởi vì đáp ứng cái lòng vui thích của mình ấy, thì mình cũng tranh thủ mình làm luôn video. Thì mong các bạn gọi là các bạn ủng hộ thêm. Nãy giờ nói rông dài quá gì. Thế thì lúc mấy hôm nay ấy, thì nhà mình có việc buồn ấy, cho nên là mình cũng không làm được video. Đấy, với lại cũng không có online thường xuyên nhiều. Thì có gì mong các bạn thông cảm. Cái nhất là thông cảm, bởi vì mình cũng muốn là tầm độ 1 ngày hoặc 2 ngày mình ra một video để cho các bạn xem. Đấy, cho nó nếu như bạn nào thích xem thì ấy thôi. Đấy, còn không thì như nào đấy. Mình cũng cái vụ này mình cũng ít nói, mình không biết nói như nào ấy. Thì cái đợt này dịch nó đang phát triển mạnh ấy, thì cũng như lời kêu gọi toàn dân ấy, chỉ còn có hôm nay 14 tháng 4 rồi. Thì theo đúng lịch thì là đến hết ngày mai ấy, là sẽ hết cái lệnh ở nhà, coi như là lệnh ở nhà đi, mình chả nhớ lệnh kia lệnh gì, nhưng mà lệnh ở nhà, lệnh toàn dân ở nhà, hạn chế ra đường. Nhưng mà mình nghĩ là với cái tình trạng trên thế giới hiện nay ấy, thì khả năng là nó sẽ còn tiếp diễn và kéo dài qua 30 tháng 4, 1 tháng 5. Mình nghĩ là nó sẽ, bên nhà nước, bên chính phủ sẽ có những cái lệnh điều động thêm như thế. Đấy, thì đợt tới sẽ nghỉ, cũng chắc mình đoán là nghỉ cũng dài thì mình cũng sẽ cố gắng làm những video để chia sẻ những cái vấn đề mà kinh nghiệm về chơi MU mà mình biết. Đấy, còn những cái gì mình không biết thì mong các bạn chỉ giáo thêm. Như mình thấy ở trên Facebook hồi nào có một bạn cái gì, bạn gì tên là Tuấn Anh hay là Hà ấy. Đấy thì bạn ấy có chia sẻ về cách chan GL từ Liver 0 rồi đến Liver 400 ấy. Đấy mình thấy khá là hay và bổ ích, bởi vì là các bạn ấy đã chơi rất là nhiều. Có thể là các bạn ấy, tuổi các bạn không bằng tuổi mình, nhưng mà các bạn ấy chơi và các bạn ấy biết cách tìm hiểu. Còn mình chỉ là chơi cho nó biết, chơi cho nó thỏa cái đam mê thôi. Đấy, mình không tìm hiểu, mình chỉ là một thằng chơi theo kiểu bản năng thôi. Đấy, cho nên là mình không tìm hiểu sâu được như các bạn ấy. Nhưng mà các bạn ấy lại tìm hiểu sâu được, và các bạn ấy ghi chép đầy đủ các thứ, những cái spot quái nó ra như nào, làm sao, cấp độ nào có thể chặn được. Đấy, thì các bạn ấy có một cái giống kiểu là một cái file nói rõ ràng từ đâu chan nhào như nào. Đấy, nói rõ ràng như thế. Đấy, thì sau khi mình đọc cái bài của bạn ấy, chính xác là mình cũng đã phải tán phục bạn ấy. Thứ nhất là bạn ấy viết rõ ràng, cụ thể, rành mạch từng ly từng tí một. Đấy, từng đường đi nước bước như nào, ra làm sao. Đấy, sau đó là tất cả những cái support mà các bạn ấy tìm được. Đi vào nhà đi con, cầm điện thoại của bố vào nhà. Vào nhà đi. Vợ mình vừa mới về, cho nên là bé nhà mình vừa mới thấy mẹ thì cầm điện thoại ra ngoài. Thì đấy, thì các bạn đi, mình nói tiếp những cái support mà trên hình ảnh, trên ảnh bạn ấy chia sẻ ấy, cái đấy là cực kỳ, phải nói là các bạn ấy cực kỳ nghĩ cho cộng đồng. Bởi vì sao? Với cá nhân mình nhá, nếu như mà là mình không làm video thì mình vẫn sẽ giữ, nhưng mình sẽ giữ và mình không chia sẻ. Nhưng bởi vì là mình có làm video, cho nên nếu như mình biết những cái support như vậy các thứ, mình cũng sẽ chia sẻ. Nhưng mà đấy là chia sẻ trên cá nhân, đó là mình dụ dỗ các bạn để các bạn sub kênh của mình, đăng ký kênh YouTube ấy. Đấy, mình gọi là dụ dỗ ấy. Đấy, kiểu như vậy. Bán cái gọi là mình bán cái trải nghiệm của mình để mình dụ dỗ các bạn đăng ký kênh. Đấy, nhưng bạn ấy chia sẻ trực tiếp trên kênh cộng đồng, bán được gì? Bán chả được cái gì. Nhưng mà bạn lại chia sẻ như thế cho các bạn, để cho tất cả mọi người đều biết những cái chỗ nào có cái support, nào có quái lượng quái ra như nào, chan như nào, ra làm sao. Đấy, những cái đấy là cái đúc kết mà từ rất nhiều cuộc chơi, rất nhiều cái lần tìm hiểu thì bạn ấy mới đúc kết ra được, và bạn ấy có thể chia sẻ lên trên cộng đồng mạng. Là phải nói là mình cực kỳ thích bạn ấy, và mình cực kỳ tôn trọng bạn ấy. Đó là một cái phải nói là đấu tranh mãnh liệt lắm thì mới làm được. Và cũng sau cái vụ đấy thì mình cũng biết thêm một thông tin nữa là bạn ấy đang ở trên top GL, đúng không? Thì sau khi bạn ấy post lên thì bên Philippines họ ấy kéo team, họ kéo mấy team họ ấy ra để KS, và bạn bị tụt top. Xong là bạn ấy bảo bạn ấy chán, bạn ấy nói chung thế này thế kia các thứ ấy, bạn ấy nản. Đấy, thì mình cũng thật sự là mình cũng không biết nói cái gì hơn nữa. Mình cũng không chủ động nhắn tin cho bạn ấy, bởi vì cái như mình có nói ấy, là cái MU này, cái game MU này nó là một cái dạng thế giới thu nhỏ. Đấy, có rất nhiều dạng người ở trong đây, từ sinh viên nghèo, từ sinh viên có, học sinh tiểu học có, trung học có, đại học có, người đi làm có, người lớn tuổi có. Đấy, người có tiền có, người không có tiền có, mà dân chợ búa cũng có, mà dân thư sinh cũng có. Đấy, chứ không phải là không. Thì nó là một dạng xã hội siêu nhỏ. Thì nếu như mình chủ động PM bạn ấy, nếu như mà nói chuyện bình thường đấy không sao, nhưng ví dụ như dẫn chẳng may câu chuyện dẫn dắt nó đến những cái vấn đề về đồ đạc các thứ, xin xỏ các thứ này kia cái này, hoặc là ví dụ như là máy mình bị hack hoặc là máy bạn bị hack hay vì một lý do nào đấy, cái cuộc nói chuyện này nó lại có người thứ ba biết, và những người thứ ba này người ta lợi dụng những cái lỗ hổng nào đấy để người ta có thể là tận dụng cái khoảng cách tình cảm này để người ta lừa đảo trong game ấy. Thì mình cũng rất ngại cái vấn đề này, cho nên là mình không chủ động PM bạn ấy. Đấy, chứ thực sự là mình cũng rất muốn chia sẻ với bạn ấy, bởi vì bạn nói bạn bị trượt top, nó giống kiểu là cái sau bài chia sẻ mà kiểu như kiểu bạn nói đấy, kiểu là sau cái bài chia sẻ đấy là bạn như kiểu bạn bị dụ dỗ và bây giờ bị trượt top. Đấy, thì mình khá là thông cảm với bạn ấy. Đấy, mình cũng nhân cái video này, nếu như bạn có xem ấy thì mình cũng rất chia buồn cùng bạn ấy, bởi vì thật sự là hồi xưa mình cũng có đua top. Đấy, bây giờ thì mình không đua top nữa, nhưng mà cái ngày xưa ở FPT mình cũng có đua top cũng khá là nhiều, và mình hiểu cảm giác đua top như nào. Đấy, đầu tư tiền bạc, công sức, sức khỏe, thời gian và cả trí óc nữa, chứ không phải là không. Đấy, và nhưng mà cuối cùng là bây giờ trượt top thì không thể lên được rồi nữa. Thì mình cũng thật sự là mình cũng khá là thông cảm với bạn ấy. Đấy, thì mình cũng chỉ có nói qua như vậy thôi, bởi vì cái năng lực chơi game của mình thì nó tìm hiểu và chơi game của mình thì nó không có. Mình chỉ có chơi game theo cái bản năng thôi, gọi là từ phiên bản SS6 trở hết về thì mình có khả năng chơi được, mình có thể tính toán được. Nhưng mà từ mình nhớ là EX702 hay 701 ấy là bắt đầu mình bỏ bên FPT sập ấy. Đấy, mình nhớ là như thế. Thì từ đợt đấy đến giờ là mình không có chơi MU nữa, cho nên là mình cũng không biết là tất cả cái tính toán của MU như nào, thì mình cũng nó thay đổi như nào là mình hoàn toàn không biết. Cho nên là mình chơi như này là mình chỉ chơi theo một bản năng của một game thủ thôi. Đấy, thì bởi vì mình cũng thích làm video ấy, cho nên là mình cũng làm qua như vậy ấy. Đấy, thì mình cũng bây giờ mình cũng nhắc lại một chút nữa là đang là phút thứ 17, 18 gì đấy. Thì mình cũng nhắc lại một chút là mình mong muốn là qua cái series Chanliver cho MG trong vòng 24 tiếng này ấy, nó mình sẽ cố gắng hoạt động trong vòng 5 part. Thì part này part thứ 2. Thì mình muốn là sau 5 part này thì mình hy vọng cái kênh YouTube của mình ấy đạt được 100 sub. Hiện tại bây giờ là có 22 sub. Đấy, thì mình mong muốn là đạt được sau cái 5 part này thì sẽ có được 100 sub. Thì sau 100 sub, khi đạt được 100 sub này, mình sẽ làm một event để cảm ơn các bạn. Đấy, thì cái sub này thì những thời gian vừa qua ấy, thì mình có được một số bạn sub ấy. Thì sau đây mình sẽ mở mail để mình gọi là mình cảm ơn tất cả các bạn đã sub kênh và ủng hộ mình. Nó cũng chả là gì đâu, nhưng mà mình gọi là vinh danh các bạn nhỉ, vinh danh những bạn đã sub kênh, và mình cảm ơn rất là nhiều các bạn ấy đã sub kênh. Như hiện tại đây là có bạn vào ngày mùng 3 tháng 3 là có bạn Thúy Vũ đã sub kênh của mình. Sau đó là đến ngày mùng 3 tháng 4 là có bạn An Nguyên sub kênh của mình cảm ơn. Tiếp theo là cũng là ngày mùng 3 tháng 4 có bạn Huy Trần cũng là sub kênh của mình cũng cảm ơn. Tiếp theo là ngày mùng 6 tháng 4 có bạn Hữu Thắng sub kênh của mình cảm ơn. Tiếp theo là ngày mùng 8 tháng 4 có bạn Lục Quân sub kênh của mình cảm ơn. Và tiếp theo ngày mùng 9 tháng 4 có bạn Huy Trần Hữu sub kênh của mình cảm ơn. Có một bạn nào đấy nữa nhỉ chứ nhỉ? Đây 30 tháng 1 có bạn Ngọc Huyền sub kênh của mình. Hình như còn một người nữa, cái bạn gì nữa nhỉ? Mà có nói có một bạn nữa. Đây để mình xem nào. Đây 22 tháng 1 hình như là không phải. Đây là bạn Emara Lưu sub kênh của mình. Còn các bạn nhỉ, vẫn còn một bạn nào tên là gì, bạn ấy có sub kênh. Đây. Đây mình đọc lại một chút nhỉ. Các bạn cảm phiền các bạn chút. Ngày mùng 3 tháng 4 có bạn Huy Trần sub kênh của mình. Ngày mùng 3 tháng 4 có bạn An Nguyên sub kênh của mình. Ngày mùng 6 tháng 4 có bạn Hữu Thắng sub kênh của mình. Ngày mùng 8 tháng 4 có bạn Lục Quân sub kênh của mình. Ngày mùng 4 tháng 4 có bạn Diệp Linh Channer sub kênh của mình. Đó thì cộng thêm với những cái bạn vừa rồi mình cũng có đọc thêm ấy, thì các bạn sub kênh của mình thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó thì có gì thì mong các bạn ủng hộ thêm. Thì đến thời điểm hiện tại thì kênh YouTube của mình đã có 22 người đăng ký, đã cộng 11 trong 28 ngày qua, đã cộng thêm 11 người, tức là kênh của mình lúc trước đã có 11 người và bây giờ đã tăng 22 người. Thì mình cảm ơn tất cả các bạn. Thì mình mong muốn là trong sau cái đợt Lampard Chanliver MG cho mình của mình ấy, thì mình hy vọng là kênh của mình sẽ đạt 100 lượng người sub. Lúc đó mình sẽ có một event tặng 5B cho các bạn, tặng 5B cho một bạn may mắn ở trong những kênh sub của mình. Thì mong các bạn ủng hộ thêm. Có nghĩa là không nhất định là phải 100 người nhé. Nếu như mà hơn 100 người thì mình càng cảm ơn, đúng không ạ? Nhưng mà thì ví dụ như là 100 người đúng không? Thì mình sẽ lên danh sách 100 người đấy và mình quay cái phần random, hoặc là mình đưa ra cái kết quả, ví dụ dự là kết quả xổ số chẳng hạn, hoặc là nếu như mà xổ số vẫn chưa quay tiếp thì mình sẽ làm cái gì đấy. Tất nhiên là mình sẽ làm cái gì đấy để mình có 5B event để tặng cho, kiểu gì cũng phải có một người chiến thắng ở trong đó. Thì mong các bạn ủng hộ thêm cho mình. Đấy, thì mình cũng nói dài cũng 23 phút rồi ấy. Thì chắc là mình cũng tạm dừng thôi. Ở cuối video ấy, nó có cái mình có mở V lên, có một đoạn mình mở V lên ấy. Thì đó là cái lever mà sau 7 tiếng cộng với 2 tiếng là 9 tiếng. Sau 9 tiếng mình chan thì nó được bằng đấy lever. Còn cái chỗ đoạn bây giờ các bạn đang xem ấy, thì là cái lúc này là lúc mình đang ngủ ấy, thì khả năng là cái lúc mình tắt máy, tắt màn hình đi, thì chắc là ấn vào nút C thì nó tự hiện lên. Đấy thì mình tạm thời ấy này nhá, bởi vì con mình nó không còn xem video, không còn xem điện thoại nữa, thì nó nói hơi ồn tí cho nên là sẽ ảnh hưởng đến chất lượng video, cho nên là mình sẽ không nói nữa. Với lại con mình có một số vấn đề về sức khỏe, cho nên là bây giờ vợ mình về rồi thì hai vợ chồng phải ấy cái sức khỏe của con, tra thuốc cho con, cho nên là mình sẽ không nói đây nữa. Và hình ảnh vẫn chạy, cái video này nó chạy trong vòng 30 phút thì bây giờ đã 24 phút rồi. Đấy, thì có thể thì các bạn mong con ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video này được thực hiện bởi Bia Hơi 5k 1 cốc. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.